Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em sẽ test một cái chất âm rất là đặc biệt của cây mic Sony, rất đặc biệt này quý vị. Cái này thì hàng đấu mạng em có giới thiệu rồi quý vị. Giá cây mic này là hôm nay là 1.600.000 đồng quý vị. Dây dài 5 mét ha. Thì đây quý vị, cái màu da của nó ha. Cây mic này quý vị, lúc nãy em test cái cây audio Technica thì cái mức volume mid nó sẽ là 30, nhưng mà cây này vặn lên 30 thì nó rất lớn quý vị. Em phải giảm 24 là mới bằng lúc nãy. Có nghĩa là nó sẽ vượt trội hơn cái cây, cái độ nhẹ, cái độ hút, cái độ bắt của nó là nó nhẹ hơn cái cây kia 6 mức volume. Mà 6 mức volume cái này là rất nhiều nha quý vị. Đây. Có nghĩa là đây quý vị xem ha. À, cái mid maximum nó là 80 ha, quý vị xem cái số ở giữa ha. Maximum là 80 mà em chỉ dặn có 24 thôi. 24 thôi. Hát là đủ hát quý vị, nhẹ luôn, dư luôn. Đây. Rất đặc biệt quý vị. Hát rất nhẹ luôn cây mid này. Đó là cái lý do tại sao thì cây mid này nó lại là 1.600.000, còn cái mic kia thì nó 750 đó quý vị ha. Có nhiều vị hỏi nó như nhau nhưng mà không phải như nhau đâu quý vị. Cái mic đắt tiền nó sẽ khác ha. Những cái mic này thì nó khác. Thật sự thì bây giờ em sẽ test một đoạn chất âm cho quý vị nghe, xong quý vị sẽ biết cái độ chân thực của nó như thế nào quý vị. Đây nè, dịch nhạc về ha, em lòng 1 2 3 4. Vì thấy ha, chỉ alo thôi là nó đã khác cái kia rồi. Tiếng nó trong vắt luôn, rất là trong. Thật sự cái mic này chất lượng thì nó không thua cái bộ Dutch 8000 này luôn quý vị. Quá tuyệt vời ha. Quá tuyệt vời. Đây, bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc giống lúc nãy luôn để quý vị xem đánh giá xem thế nào ha. Đừng buồn nhé em ơi, cuộc tình nào không luôn xót xa, một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương, ôi sao thiết tha từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai phút cuối, tiếng đưa cách sao đưa thương đừng sầu nhé em ơi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã trao sao luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối yêu xưa. Đây quý vị thấy nha, tiếng nó nói chung là nó cây này bời thì cây kia nó mới có sáu thôi. Đấy, nó vừa nhẹ mà nó vừa trong luôn. Đó là lý do tại sao nó đắt nha quý vị. Đó là lý do tại sao. Đây. Rồi, dây thì dài 5 mét. Vì dây dài 5 mét ha, bao da theo của nó luôn. Hàng đầu giá Nhật về. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.